Thấy việc như vậy, Đại Bồ Tát suy nghĩ ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình này, mau xa lìa quả báo của các nghiệp ác. Sau khi suy nghĩ như vậy, lại nguyện, ta nên siêng năng tinh tấn, không tham luyến, phải tu hành tịnh giới Bà La Mật Đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, kiến màu viên mãn và mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Trong cõi Phật của ta, không có quả báo của các nghiệp ác như vậy. Tất cả hữu tình đều tu hành 10 điều thiện, sống lâu và được các quả báo tốt đẹp. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát ấy nhờ tịnh giới Ba La Mật Đa này mà mau được viên mãn gần chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Lại nữa, thiện hiện có Đại Bồ Tát tu hành an nhẫn Ba La Mật Đa, thấy các hữu tình sân giận nhau, miệng phát ra những lời như gươm giáo, mắng chửi hạ nhục nhau, dùng dao gậy vân vân tàn hại lẫn nhau cho đến bỏ mạng mà tâm ác không xả. Thấy việc này rồi, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình này xa lìa những điều ác ấy. Sau khi suy nghĩ rồi, lại nguyện, ta phải tinh tấn siêng năng không tham đắm, phải tu hành an nhẫn Bà La Mật Đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, khiến mau được viên mãn và mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Trong cõi Phật của ta, không có các loài hữu tình bị nghiệp ác phiền não. Tất cả hữu tình gần gũi thân thiết nhau như cha mẹ bạn thân quyến thuộc, không chống trái nhau, đem lòng từ sống với nhau để làm lợi ích an lạc cho nhau. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát ấy nhờ an nhẫn Bà La Mật Đa này mà mau được viên mãn gần chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Lại nữa, thiện hiện có hơn Đại Bồ Tát tu hành tinh tấn Bà La Mật Đa, thấy các hữu tình biếng nhác giải đãi, chẳng siêng năng tinh tấn, xả bỏ ba thừa, cũng không tu hành nghiệp thiện của trời người. Thấy vậy, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình này xa lìa biếng nhác giải đãi. Sau khi suy nghĩ rồi, lại nguyện, ta phải tinh tấn siêng năng không tham đắm, phải tu hành tinh tấn Bà La Mật Đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, khiến mau được viên mãn và mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Trong cõi Phật của ta không có các loài hữu tình biếng nhác giải đãi, mà tất cả hữu tình cõi của ta siêng năng dõng mãnh, siêng năng gieo nhân về cõi lành và ba thừa, sanh trong cõi trời người, mau chứng giải thoát. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát ấy nhờ tinh tấn Bà La Mật Đa này mà mau được viên mãn gần chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Lại nữa, thiện hiện có Đại Bồ Tát tu hành tịnh lự Bà La Mật Đa, thấy các hữu tình bị năm triền cái ngăn che nên xa lìa tịnh lự vô lượng vô sắc, lại tán loạn buông lung, không tu tập các việc thiện. Thấy vậy, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loại hữu tình này xa lìa các tán động của các triền cái. Sau khi suy nghĩ rồi, lại nguyện, ta phải tinh tấn siêng năng không tham đắm, phải tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, khiến mau được viên mãn và mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Trong cõi Phật của ta không có các loại hữu tình bị năm triền cái làm tán động như vậy, mà tất cả hữu tình được tự tại ra vào tịnh lự vô lượng vô sắc thắng định. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát ấy nhờ tịnh lự Ba La Mật Đa này mà mau được viên mãn gần chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Lại nữa, thiện hiện có hơn Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thấy các hữu tình ngu si ác tuệ chánh kiến về thế gian và xuất thế gian đều bị mất, bác bỏ, nói không có nghiệp thiện ác và quả báo của nghiệp, chấp đoạn chấp thường, chấp một chấp khác, các loại tà pháp tương ưng hoặc không tương ưng, vân vân. Thấy vậy, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình này, giúp họ xa lìa ác tuệ tà kiến. Sau khi suy nghĩ rồi, lại nguyện, ta phải tinh tấn siêng năng không tham đắm, phải tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, khiến mau được viên mãn và mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Trong cõi Phật của ta không có các loài hữu tình có ác hạnh tà kiến, mà tất cả hữu tình đều thành tựu chánh kiến, được trang nghiêm đầy đủ các diệu tuệ. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát ấy nhờ Bát Nhã Ba La Mật Đa này mà mau được viên mãn gần chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà.
Lại nữa, thiện hiện có Đại Bồ Tát tu tập đầy đủ 6 pháp Ba La Mật Đa, thấy sự sai khác của ba nhóm hữu tình. Một là nhóm chánh định, hai là nhóm tà định, ba là nhóm bất định. Thấy vậy, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình ra khỏi nhóm tà định và bất định. Sau khi suy nghĩ rồi lại nguyện, ta phải tinh tấn siêng năng không tham đắm, phải tu hành 6 pháp Ba La Mật Đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh, cõi Phật, mau được viên mãn, mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Trong ba cõi Phật của ta, không có các loài hữu tình, nhóm tà định và bất định, cũng không có nghe tên của hai nhóm ấy, mà tất cả hữu tình đều trụ vào nhóm chánh định. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát ấy, nhờ 6 pháp Ba La Mật Đa này mà mau được viên mãn, gần chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, thiện hiện có hơn Đại Bồ Tát tu tập đầy đủ 6 pháp Ba La Mật Đa, thế các hữu tình đọa ba đường ác, chịu đủ các khổ, đó là địa ngục, báng sanh và ngạ quỷ. Thế vậy, Đại Bồ Tát suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt khiến họ vĩnh viễn đọa trừ khổ trong ba đường ác. Suy nghĩ như vậy rồi liền nguyện, ta sẽ tinh tấn siêng năng không tham đắm, phải tu hành 6 pháp Ba La Mật Đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh, cõi Phật, mau được viên mãn, mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Trong cõi Phật của ta không có địa ngục, báng sanh, ngạ quỷ, cũng không có tên của cõi ác ấy, tất cả hữu tình đều ở cảnh giới thiện. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát ấy hết nhờ 6 pháp Ba La Mật Đa này mà mau được viên mãn, gần chứng đắc trí nhất thiết trí. Hết quyển thứ 516.